chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, tên trộm đen đổi lấy cắp xe máy trên đường đi tiêu thụ gặp ngay chồng nạn nhân. Tiểu mục nóng trên mặt báo, bàn dây chấn nạn thiết bị quay lén tinh vi đang được rao bán tràn lan trên mạng. chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây thốt nốt vùng bảy núi. Khám phá bia từ nước thải, một ý tưởng bất ngờ. Quý vị đang theo dõi 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Mạnh Tiến và Như Thảo. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình. Thưa quý vị, hiện nay, thiết bị quay lén ngày càng tinh vi và được rau bán tràn lan trên thị trường, từ các trang web thương mại, điện tử đến các cửa hàng công nghệ. Những thiết bị này có thể dễ dàng chấu kính trong các vật dụng hàng ngày như đồng hồ, bút viết, ổ cắm điện, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và an ninh cá nhân của mỗi người. Thực trạng này đã và đang gây ra sự lo lắng bức xúc trong cộng đồng và đặt ra nhiều thách thức lớn đối với công tác quản lý và kiểm soát của các cơ quan chức năng. Vấn đề này sẽ được đề cập trong phần nội dung chi tiết. Bên cạnh đó là những câu chuyện đáng quan tâm khác đã được chúng tôi cập nhật chọn lọc chuyển đến quý vị. Và như thường lệ, mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Tin nóng. Sáng ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với Đặng Hoàng Huynh, sinh năm 1991, trú tỉnh An Giang về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Ngô Thị Ngọc Trân, sinh năm 2004, và Nguyễn Thành Vũ, sinh năm 1993, cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội bắt giữ người trái pháp luật. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2 năm 2022, Huỳnh, Trần, Vũ và một số người tham gia đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi bài tay ba lá cùng với Nguyễn Thành Trung sinh năm 1981, Phạm Thị Thúy Oanh sinh năm 1997, cùng trú huyện Chợ Mới tại khu đất trống thuộc tổ 15, ấp Bình Quế, xã Bình Phước, Xuân, trong lúc sát phạt cùng nhau, Huynh bị thua nhiều nên nghĩ Trung chơi bài gian lận, nên đã dở trò mắng chửi rồi cùng với Vũ Trần dùng tay đánh vào người của Trung và Anh. Đồng thời, nhóm Huynh gồm Vũ Trần và một số người ép buộc kêu Trung và Anh lên xe để chở về nhà Huynh. Do lo sợ bị đánh nên Trung và Anh lên xe để nhóm của Huynh trở về. Khi về đến nhà Huynh thì Trần tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào người của Anh. Riêng Huynh yêu cầu Trung lấy số tiền 14 triệu đồng trong ví ra rồi chiếm đoạt. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Chợ Mới đã đến ngay hiện trường, mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Cũng tại An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Hoàng Kiệt sinh năm 2001 về tội trộm cắp tài sản. Tên trộm đang đuổi này sau khi lấy cắp xe máy trên đường đi tiêu thụ thì gặp ngay chồng của nạn nhân, thưa quý vị. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài, nên Lê Hoàng Kiệt nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác để lấy trộm. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6, Kiệt điều khiển xe dạo quanh khu vực nội ô thị trấn Tân Châu. Khi đến khu vực khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, thì Kiệt phát hiện xe mô tô của bà Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1987, đang dựng trước nhà không có người trông coi, nên Kiệt đã lén lút lấy trộm xe mô tô trên. Sau khi lấy trộm xe, Kiệt điều khiển xe đến nơi tiêu thụ. Khi đến thành phố Châu Đốc, do xe hết xăng, nên Kiệt đi vào một quán nhậu để xin tiền đổ xăng. Trong lúc Kiệt bước vào quán để xin tiền, thì xin đúng ông Trà Phước Thảo, sinh năm 1983, là chồng của bà Diệu, nên bị ông Thảo phát hiện, đồng thời bắt giữ Kiệt, giao cho cơ quan công an xử lý. Hiện chủ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng ngày 9 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã di lý đối tượng Dương Đình Luyện, 39 tuổi, trú tại thành phố Chí Linh, là nghi phạm sát hại giả mang hai mẹ con ở phường Văn An, thành phố Chí Linh, về trụ sở đơn vị để phục vụ điều tra. Theo đó, nghi phạm luyện bị lực lượng chức năng bắt giữ vào trưa ngày 8 tháng 7 khi đang đẩn trốn tại một công viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ năm 2015, luyện quen biết và sinh sống như vợ chồng với chị A, 31 tuổi ở phường Văn An, thành phố Chí Linh và có một con chung vào năm 2016. Sau đó, hai người chia tay. Đến khoảng năm 2021, luyện quen biết và kết hôn với chị G, 30 tuổi ở phường Văn Đức, thành phố Chí Linh và có một con nhỏ. Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 23 tháng 6, luyện đi ô tô bán tải đến nhà của mẹ con chị A. Lúc này Ngoài chị A còn có mẹ đẻ của chị là bà H, 60 tuổi. Tại đây, Luyện đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người hai mẹ con chị A, khiến cả hai tử vong. Gây án xong, Luyện lái ô tô bỏ trốn và bỏ xe lại tại một khu ruộng thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học, thành phố Chí Linh. Cuối tuần qua, Công an thành phố Chí Linh có thêm thông báo treo thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác truy tìm, truy bắt được đối tượng luyện. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong trong thùng phi nhựa vào sáng ngày 8 tháng 7. Nạn nhân là chị Lê Thị Tuyết, 42 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 8 tháng 7, người nhà chị Tuyết phát hiện chị này đang nằm bất động trong thùng phi nhựa chứa nước có dung tích 200 lít của gia đình, nằm ở trước sân nhà. Trong thùng vẫn còn nhiều nước, ngay sau đó mọi người hô hoáng nhau nghiêng thùng đổ nước đưa chị Tuyết ra ngoài, nhưng chị Tuyết đã tử vong trước đó. Nhận tin báo lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ. Tại hiện trường, chị Tuyết được xác định tử vong trong thùng phi nhựa 200 lít, thùng có chiều cao khoảng 1 mét, đường kính khoảng 60 cm. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Ngày 9 tháng 7, ông Nguyễn Văn Thương, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngay khi nhận được thông tin về trường hợp nghi mắc bạch hầu tử vong, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đến bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành nhộm soi tươi mẫu bệnh phẩm, cử cán bộ trực tiếp mang mẫu ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngay trong đêm. Cho đến thời điểm hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát đến lúc tử vong. Trước đó, ngày 6 tháng 7, CDC Bắc Giang nhận được thông tin từ CDC Nghệ An về trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định có hai trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang là chị MTB và MTS cùng sinh năm 2006. Ngay sau khi nhận được thông báo, CDC Bắc Giang phối hợp Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa tiến hành giám sát, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, chị B và S về Nghệ An thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở cùng phòng với ca bệnh tử vong. Đến ngày 1 tháng 7, cả hai bắt xe từ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang làm việc tại một quán karaoke ở thôn trung tâm xã Hợp Thịnh. Đến ngày 5 tháng 7, khi biết thông tin bạn cùng phòng tử vong do bạch hầu, đồng thời có biểu hiện đau họng, chị B và chị S chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Sau khi xác định dương tính với bạch hầu, chị B được chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội điều trị. Các đơn vị chức năng tại Bắc Giang cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh bạch hầu xảy ra bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở amidan hầu họng thanh quản mũi có thể xuất hiện ở da kết mặt mắt bộ phận sinh dục dấu hiệu là sốt nhẹ khàn tiếng ho có giả mạc tại thanh quản hoặc từ hầu họng lan xuống nếu không được điều trị kịp thời giả mạc gây tắc đường thở làm bệnh nhân suy hô hấp và tử vong tỷ lệ tử vong của bệnh là 5 đến 10% đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khả năng gây dịch, lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp, vật trung gian như là đồ chơi, vật dụng có chứa dịch tiết của người bệnh xâm nhập qua da bị tổn thương. Thời gian ủ bệnh khoảng 2 tuần trước khi bắt đầu lây nhiễm cho người khác. ngành y tế khuyến cáo cho nhân dân khi có các triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở không tự ý điều trị tại nhà mà phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám tư vấn. Tiếng mục nóng trên mặt báo. Thời gian gần đây liên tiếp những vụ lắp camera quay lén bị phát giác đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Những hành động này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của mỗi cá nhân, mà còn đặt ra nhiều thách thức cho an ninh xã hội. Thực tế, hiện nay các thiết bị quay lén ngày càng tinh vi và được rao bán tràn đàn với nhiều hình thức khác nhau những chiếc camera nhỏ gọn ẩn bình trong các vật dụng thường ngày như là đồng hồ, bút viết hay thậm chí là trong ổ cắm điện đều có thể trở thành công cụ phục vụ cho mục đích xấu. Phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta thấy thực trạng đáng báo động này. Hiện nay, các thiết bị quay lén tinh vi đang được rao bán tràn lan với nhiều hình thức khác nhau. Chỉ cần tìm hiểu cụm từ camera mini, camera ngụy trang trên mạng xã hội, không khó để thấy hàng chục hội nhóm trang bán hàng kinh doanh mặt hàng này. Camera được người bán giới thiệu có thể ẩn dưới vỏ bọc của hàng loạt vật dụng hàng ngày trong mỗi gia đình mà khó bị phát hiện như ổ cắm điện, bóng đèn phòng ngủ, củ sạc điện thoại, bút viết sạc dự phòng. Liên hệ với một người bán trên Facebook sẽ giới thiệu rất kỹ về cách thức hoạt động của camera. Cách lắp đặt vô cùng dễ dàng và người đặt camera có thể theo dõi trực tiếp hình ảnh ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề xem hàng trực tiếp người bán liên từ chối và cho biết đây là mặt hàng không được bán công khai. Nếu khách hàng cần thì cửa hàng sẽ gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh miễn phí toàn quốc. Giá bán dao động từ 1 triệu 400 đến 3 triệu đồng tùy loại. Người bán camera chấu kính trên mạng xã hội cho biết. cái mặt hàng này là mình đặt hàng ship nơi cho mình nhé bên này những mặt hàng hạn chế bán thì không bán trực tiếp bây giờ nếu như anh muốn nhận luôn thì chuyển khoản hết qua bên em thì bên em sẽ gửi hàng luôn cho mình còn nếu không thì bên em sẽ gửi giao hàng tiết kiệm thì nhận hàng mình thanh toán tiền cho ship anh nhé hỏng cái cam này thường thường nó sẽ không phát hiện được rồi anh nhé khó phát hiện cam ví dụ như định vị thì dễ tìm cái cam khó tìm lắm tiếp tục liên hệ với một cửa hàng bán thiết bị camera siêu nhỏ trên đường Nguyễn Khang quận cầu giấy, thành phố hà nội. Tại đây, người bán tư vấn rất nhiều loại camera ẩn trong các vật dụng như bút, đồng hồ, sạc dự phòng, đèn ngủ, sạc điện thoại, bóng phòng ngủ. Nhân viên khẳng định mặt hàng này được lưu hành bình thường, nhưng khách hàng chú ý không dùng vào các mục đích vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, khi đã bán ra, chắc chắn cửa hàng không thể kiểm soát được việc này. Chị Hà Vi ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ. Tất nhiên là ai khi mà biết được cái cuộc sống của mình nó mất đi cái sự riêng tư thì sẽ sẽ bị kiểu ám ảnh nhở? Chị Nguyễn Hoàng Hà Quyên, quận Ba Đình, Hà Nội nói: Mình nghĩ đây là một vấn đề rất là cần cần cấp bách của xã hội, thì nên là mình vẫn hy vọng là các cơ quan chức năng sẽ đề ra những cái giải pháp xử lý cũng như là những cái cách xử lý răn đe để cái những cái hành động quay lén các bạn con gái như và cái sự việc của Châu bùi nó sẽ không còn xảy ra nữa thực tế kinh doanh camera là hành nghề kinh doanh khó điều kiện nhưng việc bán camera giấu kính trên mạng vẫn tràn lan rất dễ dàng mua bán và sử dụng người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp để quản lý việc này có thể thấy là trong thời đại công nghệ số hiện nay các thiết bị quay lén ngày càng trở nên tinh vi và phổ biến chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc một cuốn nhấp chuột trên máy tính, chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận và mua sắm những thiết bị này từ các trang web thương mại điện tử hay thậm chí tại các cửa hàng công nghệ. Thực trạng này đã đặt ra một thách thức lớn đối với quyền riêng tư và an ninh của mọi cá nhân. Những thiết bị quay lén hiện nay không chỉ có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng chấu kính, mà còn được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau Điều này khiến cho việc phát hiện và ngăn chặn trở nên vô cùng khó khăn. Xin được nhắc lại là những hành vi quay lén thì không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của cá nhân mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm lý và danh dự cho nạn nhân. Nguy hiểm hơn, những hình ảnh và video quay lén có thể bị phát tán trên mạng xã hội hoặc các trang web đen gây tổn hại không nhỏ đến cuộc sống của người bị hại họ có thể phải đối mặt với sự kỳ thị xa lánh từ xã hội và thậm chí là áp lực tâm lý nặng nề dẫn đến những hậu quả khó lường. Trước tình trạng này, thiết nghĩ cần có những biện pháp quyết liệt và đồng bộ từ các cơ quan chức năng cũng như sự chung tay của cộng đồng. Trước hết, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và kiểm soát việc mua bán các thiết bị quay lén. Những hành vi vi phạm cần phải được xử lý nghiêm minh để tạo ra sức răng đe mạnh mẽ các quy định pháp luật liên quan đến việc sản xuất kinh doanh và sử dụng các thiết bị này cần được hoàn thiện và thực thi một cách chặt chẽ hơn. Và bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ và hậu quả của việc quay lén. Mọi cá nhân cần cảnh giác và tự bảo vệ mình bằng cách kiểm tra kỹ lượng các thiết bị vật dụng trong không gian sống và làm việc của mình. Nếu phát hiện những hành vi đáng ngờ cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngoài ra thì các tổ chức xã hội, trường học và doanh nghiệp cũng nên tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho mọi người trong việc nhận biết và phòng chống các thiết bị quay lén. Nói tóm lại, việc thiết bị quay lén được rao bán tràn lan và không kiểm soát là một vấn đề cấp bách cần được giải quyết triệt để, sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng cùng với ý thức và hành động của mỗi cá nhân và cộng đồng sẽ là chìa khóa để bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của chúng ta. Chỉ khi nào tất cả mọi người cùng chung tay, chúng ta mới có thể tạo ra một môi trường sống an toàn và lành mạnh hơn. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, những ngày này, đoàn viên thanh niên xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh đã thu hoạch 1.000 bông sen bách diệp để tặng người dân. Mỗi bó sen được kết từ 10 đến 20 bông hoa sen. Hoạt động này thu hút nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người yêu hoa sen. Từ những cánh đồng thấp trũng hoang hóa, Hội Nông dân phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, thành lập tổ hợp tác trồng sen Thạch Hưng và triển khai mô hình trồng sen trên diện tích hơn 2 hecta. Đây là một trong những mô hình sen mang lại hiệu quả kinh tế, tạo cảnh quan đẹp trên những cánh đồng bỏ hoang. Sau thời gian trồng, đến nay, hoa sen đã nở và cho thu hoạch hoa ở đây trồng để ướp trà, ướp rượu và trang trí mang lại giá trị kinh tế cao. Vào mùa hoa sen nở, đoàn thanh niên phối hợp với hội nông dân xã Thạch Hưng thu hoạch sen để tiêu thụ sản phẩm. Với một muốn, những người đi đường chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa sen nở, lực lượng đoàn viên thanh niên xã Thạch Hưng đã lội đầm thu hoạch 1.000 bông hoa sen bách dịp để tặng người dân đi đường. Đây là thành quả của những người trẻ thành phố Hà Tĩnh thực hiện trong nhiều năm qua. Trước khi tặng miễn phí, đoàn viên thanh niên bẻ cành tạo dáng để bó hoa sen thêm rực rỡ khi đến tay người dân. Ở đây tặng hoa sen bách diệp, dòng chữ được đoàn xã Thạch Hưng in và treo lên nhằm thu hút người đi đường đến lấy hoa sen miễn phí. Điểm tặng hoa miễn phí được đặt tại đường Mai Thúc Loan, thành phố Hà Tĩnh, mỗi bó sen được kết từ 10 đến 20 bông hoa sen. Hoạt động này thu hút nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người yêu hoa sen. Hoạt động này, đoàn viên thanh niên xã Thạch Hưng muốn gửi gắm đến mọi người với hy vọng người dân sẽ yêu sen, mang loài hoa này vào cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, sen gắn với những câu chuyện lịch sử ở đây nên thông qua hoạt động này muốn quảng bá nét văn hóa, mô hình kinh tế đến với người dân. Tiếp theo, mời quý vị cùng tìm hiểu vẻ đẹp của cây thốt nốt dùng bảy núi. Thưa quý vị, cây thốt nốt là đặc sản của tỉnh An Giang và là biểu tượng của vùng bảy núi, tập trung nhiều ở huyện Tri Tôn và thị xã tỉnh Biên. Ngoài giá trị kinh tế đem lại cho người dân nhờ khai thác từ trái nước, lá, cây thốt nốt còn tạo vẻ đẹp riêng cho vùng núi hiền hòa, thêm mê quạt. Khối cần gian dựng, lựa gốc nhìn hay phải thả hồn để tìm sự mơ mộng, thiên nhiên ưu ái cho vùng bảy núi cảnh sắc tuyệt vời, với cây thốt nốt xòe lá giữa những cánh đồng xanh mát khiến người trải nghiệm cảm thấy yêu đời đến lạ. Cây thốt nốt gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nên hầu như ở đâu có đồng bào sinh sống, cây thốt nốt đều hiện hữu. Rải điều giữa đồng mênh mông, thấp thoáng trên những cánh rừng, dường cao che bóng trên những ngôi chùa cổ kính, mùa vàng no ấm hay mùa xuống chống xanh tươi, bức tranh thốt nốt luôn đẹp lộng lẫy minh chứng cho sức sống mạnh mẽ ở vùng đất núi. Hàng ngàn cây thốt nốt tạo dáng trên một vùng bao la là điểm nhấn để thu hút hàng trăm du khách và nhiếp ảnh gia đến săn những khoảnh khắc đẹp. Với người dân vùng bảy núi, cây thốt nốt mang đến rất nhiều giá trị như khai thác nước từ chồi hoa để nấu trường, thu hoạch trái bán cho du khách, chế biến đủ món ăn chơi và nước giải khát khá hấp dẫn không chỉ là một loại cây đặc trưng cho vùng miền, thuốc nốt còn gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của cư dân vùng bảy núi. Tin thế giới gây chú ý một hãng bia ở Đức lại làm nên sự khác biệt với một thương hiệu bia độc đáo khác hẳn so với các dòng bia khác. Đó là một loại bia sản xuất từ bốn nguyên liệu chính: mạch nha, hoa bia, men và nước thải. Sản phẩm có tên là Brew Brew có lẽ không ít khách hàng sẽ ngần ngại khi sử dụng bia được ủ từ nước cống đã qua xử lý nhưng khách hàng được trấn an về chất lượng và tính an toàn của sản phẩm bởi đức là quốc gia được mệnh danh là quê hương của bia và có luật pháp nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng bia để làm bia Brew, hãng bia herforder đã phối hợp cùng công ty công nghệ nước sieblem và hai nhà máy cấp nước địa phương để xử lý nước thải. Theo quy trình công nghệ của họ, nước thải trải qua bốn công đoạn, ba giai đoạn làm sạch đầu tiên là quá trình cơ học, sinh học và hóa học. Giai đoạn làm sạch thứ tư có thể loại bỏ tới 80% dấu vết do con người tạo ra. Kết quả cuối cùng là nước sạch trong lành có thể sử dụng để uống, tưới cây và làm bia. Công nghệ tiên tiến đã giúp việc sử dụng nước thải để sản xuất loại bia này trở nên tiết kiệm hiệu quả mà vẫn không kém phần hấp dẫn người uống. Ripro hiện chưa có sẵn để mua nhưng đã được khách hàng đón nhận đông nhiệt sau khi họ được nếm thử loại bia độc đáo này tại hội trợ thương mại ở Munich, Đức hồi giữa tháng 5. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tại Đắk Lắc hơn 100 tấn sầu riêng rụng sau dòng lốc, chính quyền tìm cách hỗ trợ dân tiểu mục chuyện ngày mới trải nghiệm món xoài cát chu sấy dẻo của lão nông Đồng Tháp. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục cà phê không đường tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng chú ý về ô nhiễm môi trường xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, vì không có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên hàng chục năm qua những doanh nghiệp sản xuất ở cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Ấn Tây thuộc thành phố Quảng Ngãi đã xả thải trực tiếp nước thải ra môi trường gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm ngàn hộ dân. Vấn đề được phản ánh qua phóng sự được thực hiện tại địa phương. Chục năm qua, hàng trăm hộ dân sống gần cụm công nghiệp làng nghệ tỉnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi nước thải và khí thải phát tán ra môi trường. Người dân đã nhiều lần viết đơn kiến nghị gửi chính quyền các cấp phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện. Khi nhận tại tuyến kênh chìm gần cụm công nghiệp làng nghệ tỉnh Ấn Tây cho thấy nước thải đen ngồm bốc mùi hôi thối. Bà Trang Thị Mỹ Lộc ở thôn Độc Lập, xã tỉnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi cho biết. Nói chung là cái việc ô nhiễm môi trường của cụm công nghiệp làng nghề Ấn Tây này thì nó rất là nặng nề. Nó thứ nhất là nó thở ra là một cái chất thải không qua xử lý. Thứ hai là đốt khí À, rất là hơi thối gây bốc mùi và ảnh hưởng nhân dân à, ở đây rất là nhiều và nhất là trẻ nhỏ thì nói chung là ngạt mũi sổ mũi đau và cái mùi này thì chắc là sống không nổi khu dân cư ở đây là nó thật sự là sống không nổi và đã kiến nghị và nhiều cấp tranh nhiều lần tiếp xúc cử tri nói chung là rất là nhiều nhưng mà chưa thấy cấp tranh giữa quyết cho nhân dân Cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Ấn Tây hiện có 16 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nhiều doanh nghiệp ở đây sản xuất các mặt hàng có mức độ gây ô nhiễm cao như nhựa, bao bì, giấy. Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư hạ tầng ban đầu ở cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Ấn Tây chưa đồng bộ và chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do đó, hạ tầng bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đang hoạt động ở đây không đảm bảo theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020. Theo chính quyền địa phương, thì rất nhiều sự cố môi trường đã từng xảy ra tại cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Ấn Tây. Vì không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhiều doanh nghiệp đã lén lút xả thải ra hệ thống kinh chìm phía sau cụm công nghiệp. Ông Nguyễn Tấn Tiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Chân xã tỉnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, nói khi mà đến mùa hè mùa mà nước nó còn thành rông cát là là cái cái nguồn nước nó ảnh hưởng tới cái khu cất xã phía đông bắc của thành phố này đó là gây là cháy có cháy hàng loạt gây ô nhiễm nguồn nước của người dân đó, nên là người dân rất là bức xúc với công việc này để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp sở công thương tỉnh quảng ngãi kiến nghị sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố nơi có cụm công nghiệp tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường và việc chấp hành các quy trình của pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Tin nóng. Liên tục chương trình là phần tin nóng mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân một nam nhân viên công ty rơi từ trên cao xuống tử vong trong căn nhà 3 tầng không người ở. Sáng ngày 8 tháng 7, nhóm nhân viên của một công ty được thuê đến để khảo sát thi công cầu thang và một số hạng mục khác của căn nhà trên đường N23, khu dân cư Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức. Lúc này, một nam nhân viên tên DT 36 tuổi quê đồng nai cùng một nhân viên khác tên T đi qua căn nhà 3 tầng bỏ không ở đối diện để khảo sát mẫu cầu thang. Khi hai người đang trên sân thượng ở độ cao hơn 10 mét thì anh Tê nghe tiếng động mạnh. Khi nhìn xuống lỗ thang máy thì thấy anh DT nằm bất động dưới tầng trệt, chạy xuống kiểm tra, phát hiện anh đã tử vong nhận tin báo công an thành phố Thủ Đức có mặt phối hợp cùng công an phường Trường Thạnh tiến hành lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, nhận định ban đầu có thể nạn nhân bị rơi vào lỗ thang máy rồi ngã từ sân thượng xuống dưới. Tới hơn 17 giờ hiện trường được khám nghiệm xong, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Ngày 9 tháng 7, thông tin từ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang xác minh xử lý vụ cô gái chạy xe máy buông tay múa quạt và ngồi xe để hai chân một bên khi đang di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Theo đó, mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh cô gái chạy xe máy không gắn gương chiếu hậu. Đáng chú ý, cô gái này còn buông hai tay múa quạt và để hai chân một bên xe sau khi hai đoạn clip đăng tải có nhiều bình luận trái chiều yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông vào cuộc kiểm tra xử lý nghiêm hành vi coi thường pháp luật của cô gái này theo xác minh ban đầu phương tiện cô gái điều khiển mang biển kiểm soát thuộc tỉnh đồng tháp và thời điểm diễn ra vào buổi tối lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vĩnh long cho biết đang xác minh mời cô gái lên làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật Thưa quý vị, xoài là ngành hàng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp, tuy nhiên cũng không tránh khỏi tình cảnh được mùa mất giá trong những năm qua. Từ đó, nhiều hộ nông dân đã có những cách làm mới ở khâu chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm mới để nâng cao giá trị cho loại đặc sản này. Và một trong số đó là xoài sấy của lão nông Trần Quang Thâu, sinh năm 1951 tại xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với sự nỗ lực không ngừng liên tục cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm hoàn thành các chứng nhận an toàn trong chế biến năm 2022 sản phẩm xoài các chu sấy của cơ sở Lộc Thịnh Phát của ông Thầu là một trong 10 sản phẩm ô cốp của thành phố Cao Lãnh dinh dự được công nhận là sản phẩm ô cốp ba sao của tỉnh tiểu mục chuyện ngày mới tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay mời quý vị cùng khám phá quá trình nâng tầm giá trị cho trái xoài đặc sản của lão nông này nhé. Ông Trần Quang Thâu có diện tích hơn 0,5 hecta xoài cát chu cao lãnh và xoài Đài Loan. Tuy nhiên, khoảng năm 2019, khi vụ xoài chính vụ bước vào mùa thu hoạch rộ, giá xoài trên thị trường bắt đầu lao dốc không phanh. Có thời điểm, thương lái thu mua xoài nguyên liệu tại vườn chỉ 5.000-6.000 đến đồng một kg, Thời điểm đó, ông Thầu suy nghĩ phải tìm giải pháp để chế biến xoài vì chỉ có chế biến mới có thể nâng cao giá trị cho trái xoài. Ông Thầu cho biết. Xoài chín rồi cái không ăn hết cái phơi khô, lên đóng nhà phơi 4 năm ngày. Sao bây giờ mình không làm như vậy? Mà phơi như vậy thì mất vệ sinh, không bán được. Thôi giờ mình phải tìm cách mình sấy. <laughs> Từ do đó tôi mới lên mạng tôi tìm máy sấy này, kia thì cuối cùng là cuối cùng hết nó là đánh giá là cái xoài sấy nhiệt này thì nó tương đối nó vừa máy vừa rẻ tiền mà nó vừa nó là giữ được cái hương vị mà nó đạt được cái cái yêu cầu của mình. Để tạo sự khác biệt với các sản phẩm trước đây, ông Thâu đặc biệt chọn chế biến trái xoài cát chu với phương pháp sấy nhiệt. Ông Thâu cho biết sau nhiều tháng nghiên cứu và hàng chục mẻ xoài bị hỏng thì ông mới cho ra được thành phẩm. Sản phẩm xoài cát chu sấy dẻo của ông Thầu được sản xuất theo tiêu chí 3.0 không tẩm ướp đường, không chất bảo quản, không sấy bằng công nghệ cầu kỳ, nên xoài có độ mềm, dẻo tự nhiên. Đặc biệt, vẫn giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của xoài cát chu cao lãnh. Mỗi tháng, cơ sở của ông Thâu sấy 1,5 tấn xoài tươi. Xoài tươi được thu mua từ các hợp tác xã trong huyện. Ông Thâu chia sẻ thêm. Rửa xong rồi đem ra để ráo, ráo rồi mới đưa vô ủ. Ủ bằng phương pháp là tạo khí ethylene từ cái máy sử dụng cồn trên 90 độ khoảng thời gian khoảng chừng 3 ngày thì xài nó sẽ chín, chín rồi là lấy ra là bắt đưa qua cái phòng cắt gọt, thì lúc này là cắt gọt bằng tay hết, không có gì, sử dụng máy cắt gọt bằng tay rồi cắt lát cũng bằng tay để vô khay, xong rồi là đưa vô máy xấy, thì máy xấy thì mình để nhiệt độ và cái thời gian cho nó nó phù hợp, rồi khi mà đã đạt được chuẩn rồi đó lấy ra rồi là cho vô bao bì nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc quảng bá và kinh doanh sản phẩm xoài cát chu, sấy dẻo. Năm 2019, ông Trần Quang Thâu chính thức thành lập cơ sở Lộc Thịnh Phát, ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh. Hiện tại, bên cạnh việc đã ký kết được đơn hàng ổn định với các đối tác lớn, sản phẩm xoài cát chu sấy dẻo với thương hiệu Lộc Thịnh Phát được đông đảo người tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành biết đến với quy mô sản xuất hiện tại, trung bình mỗi tháng cung ứng khoảng 180 kg xoài sấy thành phẩm. Với giá bán từ 550.000 đến 600.000 đồng một kg, sản phẩm xoài sấy dẻo đang mang lại giá trị gia tăng cao hơn gấp 2,5 lần so với việc nông dân chỉ bán sản phẩm xoài tươi. Hiện nay, sản phẩm xoài các chu sấy dẻo được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao của tỉnh Đồng Tháp thông qua việc thúc đẩy chế biến giúp ông thầu khai thác được nguồn nguyên liệu của địa phương, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đặc biệt là gia tăng phát triển kinh tế. Đúng là trong cái khó, ló cái khôn. Nhiều năm về trước khi xoài vào vụ mùa, xoài chính cũng rụng đầy giường. Gia đình ông Thầu cắt gọt phơi khô và biếu tặng bạn bè, người thân. Ăn xong ai cũng khen ngon và nghiện món xoài chín phơi khô nhà ông Thâu. Điều đó đã giúp ông Thâu nung nóng suy nghĩ, mua máy sấy về sản xuất thử nghiệm xoài sấy dẻo. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tiễn thành công không phải là chuyện một ngày một bữa. Ông đã trải qua nhiều khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay. Hy vọng món xoài cát chu sấy dẻo này sẽ ngày càng được lan tỏa hơn nữa, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài để sản phẩm từ loại trái cây đặc sản này sẽ vươn xa hơn, chinh phục những khách hàng khó tính. Và thưa quý vị thính giả, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa mạnh tiến và Như Thảo xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.